Sở Y tế Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn đề nghị những người từng đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ mùng 10 tháng 7 đến 11 tháng 8 liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Đây là nhà hàng mà bệnh nhân 867 làm việc trong khoảng thời gian từ mùng 5 tháng 7 đến 31 tháng 7. Sở Y tế Hải Dương cũng yêu cầu người dân gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế tại địa phương để cung cấp thông tin, đặc biệt những người từng đi đến thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 7 đến 28 tháng 7 và đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi trong khoảng thời gian trên, cần khai báo để được hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cũng phối hợp với Sở Y tế Hải Dương thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh, nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2. Liên quan ca bệnh này, sáng 14 tháng 8, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo yêu cầu những người đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi thời gian từ mùng 5 tháng 7 đến nay khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ và làm xét nghiệm.